Ở Nhật Bản đang có dịch cúm cho nên bệnh viện hạn chế người thân gặp người bệnh. Ở Nhật Bản đang có dịch cúm cho nên bệnh viện hạn chế người thân gặp người bệnh. Ở Nhật Bản đang có dịch cúm cho nên bệnh viện hạn chế người thân gặp người bệnh.